Đối với những người lính, tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng cao quý và thiêng liêng hơn cả là tình yêu quê hương đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng đội. Và vì thế, tình yêu đôi lứa của những người lính năm đó cũng trở nên vô cùng đặc biệt. Với những nữ cựu chiến binh đã dành cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường, chỉ mong mỏi cuộc sống thời bình sẽ thật đúng với tên gọi bình yên và hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống chưa phút giây nào bình yên. Đó là câu chuyện cảm động của cô Nguyễn Thị Thanh Mía khi bồi hồi kể lại. Thì tôi đang học trung cấp y Thái Bình khóa 17, 3 năm. Nhưng đến năm 1968 thì có một đợt quân y của quân khu Tả Ngạn là sư 350 về tuyển lấy bộ nội nữ. Lúc đó tôi học thì mới được có 2 năm, chưa hết, chưa được đủ thời gian tốt nghiệp. Xong với điều kiện tôi rất thích đi bộ đội, tôi làm công tác tư tưởng với thầy giáo chủ nhiệm và về vận động gia đình nhà tôi để tôi được ngủ. Thì trong cái bối cảnh đó thì báo cáo các anh chị là thời gian kháng chiến thì là gia đình nhà tôi thì tôi là con liệt sĩ độc nhất. Bố tôi hy sinh tháng 1 năm 1954 Điện Biên Phủ nên là nhà nước không cho tôi đi bộ đội. Nói là nhà con một và là con gái không đi, nhưng qua quá trình thuyết phục được nhà trường, thầy giáo chủ nhiệm và chú ruột tôi đã đồng ý cho tôi đi bộ đội. Và tôi được cấp bằng tốt nghiệp trước một năm, đủ điều kiện thi, đủ điều kiện tôi được cấp bằng tốt nghiệp trước một năm. Và bộ đội, thì trong quá trình bộ đội thì tôi làm quân y sĩ điều trị ở bệnh xá đoàn 151 D18 của sư 350 là điều trị cho thương bệnh binh Hải Phòng. Suốt 10 năm đó, nhiệm vụ gì giao tôi cũng hoàn thành. Mà có cái kỷ niệm tôi nhớ sâu sắc và tôi cũng là một cái việc mà không bao giờ tôi quên được. Hồi đó tôi rất còn ít tuổi. Trong thời gian kháng chiến thì ban ngày thì khám chữa bệnh cho thương bệnh binh. Tối thì hấp y dụng cụ. Tôi nhớ năm 79-72 chiến đấu chống giặc Mỹ bỏ bom Hải Phòng và các nơi trong miền Bắc. Lúc bây giờ thương bệnh binh của chúng tôi phải sơ tán về Chí Ninh, Hải Dương, đào hầm. Nằm cứ khi máy bay đến thì chúng tôi phải cõng thương binh vào hầm. Mà các đồng chí biết lúc hầm bây giờ thì làm gì có điện, làm gì có đèn đốt sáng mà rất là tối tăm. Tuổi thì còn ít nên rất sợ. Cộng nói thật với các đồng chí là bình thường thì rất xấu hổ. Nhưng lúc khi mà bom đạn đến thì chúng tôi sẵn sàng cõng thương binh. Hoặc là người nặng quá, người ta để vết thương nữa thì là phải hai chị em quân y sĩ y tá khênh các đồng chí vào hầm để trú ẩn. Thì tôi là một trong những người làm nhiều cái việc như đó và cũng rất là kinh tối và được thấy cái tình hình nữ bây giờ rất là trẻ, quân y chỉ có ít thôi chứ không có nhiều. Thì thương bệnh binh cứ đùa nhận chúng tôi là người yêu, đến lúc phải sợ, đến lúc mà không dám vào. Nhưng khi mà đến buồng bệnh ấy thì là có đồng đội hoặc là đồng chí trưởng khoa dẫn vào, đến mức độ như thế. Thì báo cáo các đồng chí thì rồi nó cũng quen dần. Qua thời gian công tác thì mới thì 5 tháng nào quen dần. Thế thì và tôi cũng nhiệm vụ nào tôi cũng hoàn thành, làm các cái việc thủ trưởng giao. Tất cả khi mọi quân nhân khác thì 3 năm được xuất ngũ ra ngoài, chuyển ngành. Nhưng riêng tôi thì các đồng chí chính trị viên, trưởng đoàn và bệnh xá trưởng giữ không cho tôi ra. Thì tôi thấy rằng này mọi người, mà lúc giờ tôi đã có 2 cháu rồi, không cho tôi ra. Thế rồi sau đến lúc đúng đến năm thứ 10 thì trong quá trình đó thì đồng chí chính trị viên, các đồng chí bệnh xá trưởng thì thường động viên tôi rằng là thôi các đồng chí được ra nhưng riêng đồng chí không được ra. Thì tôi cũng có hỏi về thế sao tự nhiên tôi lại không được ra, bảo là vì đồng chí khác, đồng chí là đảng viên, thứ hai đồng chí hưởng lương chuyên nghiệp thì ra ngoài cũng thế thôi, nên là tôi cũng rất yên tâm công tác để báo cáo với địa đoàn như thế. Nhưng về đời riêng của tôi thì tôi cũng có cái kỷ niệm là khi cưới xong, hai vợ chồng tôi đúng ở với nhau được 3 ngày thì ông chồng tôi lại có lệnh đi chiến đấu ở miền Nam đợt thứ 2. Đúng có 3 ngày và đến khi về thì tôi có bầu nhưng lại có không được trọn vẹn và đẻ ra một buồng trứng. Tôi nhớ cái hồi tôi nằm ở bệnh viện 7 ở Hải Dương đấy, là đẻ ra một cái thau rửa mặt đấy, là lưng cái thau rửa mặt đấy là một cái buồng trứng như là cái chùm nho ấy. Tôi còn nhớ như thế, hồi tôi là quân y sĩ tôi biết rồi. Thế nên suốt từ đấy 7-8 năm sau tôi mới chữa mãi và điều trị mãi thì mới được
sinh một cháu. Và cũng rất khổ cho dân tôi và gia đình tôi. 8 năm sau mới đi sinh được cháu. Thì công cho cháu ăn học đi rồi. Cháu đi công an. Cháu cũng là sĩ quan của công an rồi. Nhưng mà năm 2002 cháu bị tai nạn, cháu chết. Nên là tôi bàng hoàng và xúc động lắm mà khổ lắm. Cả đảng bộ, cả cơ quan đều thương tiếc cháu và cũng động viên tôi nhiều. May, hột gạo mất còn hột tấm tôi còn được chứ. Cháu nội hiện nay cháu học hết lớp 12 và chuẩn bị thi đại học. Ông bà phải nuôi cùng với mẹ cháu thì cháu cũng đã ngoan và học tốt. Thế còn qua quá trình hết là quân đội được về đời thường thì báo cáo với hội nghị là tôi cũng không từ chối bất cứ một cái việc gì đảng và chính quyền giao. Từ năm 1996 thì tôi đã tham gia công tác xã hội ở địa phương như hội phụ nữ, tổ trưởng dân phố. Cái hội ấy này nó còn bé nhỏ ở khu Nghĩa Địa Tây. Thế 2001 thì tôi được về hưu. Từ đó đến nay tôi được tham gia công tác địa phương từ ban chấp hành đảng ủy, phó chủ tịch hội cựu mặt trận tổ quốc, sau đó đến khu trưởng, bí thư, hiện nay là làm tổ trưởng dân phố. Từ đó đến nay tôi chưa nghỉ một ngày nào. Và suốt thời gian đó đến nay thì được đảng, ủy ban, các ban ngành của phường giao nhiệm vụ gì, chi bộ giao nhiệm vụ gì thì tôi cũng đều hoàn thành tốt.